các bé hiện tại ở trung tâm thì đa số hầu như tỷ lệ 70-80% là tiểu thương nhặt ở các khu công nghiệp và các thùng rác. Tỷ lệ ở các thùng rác là nhiều. Thì các con giống như khi lượm về chín ăn chuột cắn, rồi bị lở loét, rồi bị tim, bị phổi. Có con thì bị gãy hai cánh tay. Nói chung sự sống và sự chết nó rất là mong manh. Nhưng vì cái mà tình yêu của tiểu thương cũng giống như tập thể của trung tâm thì có mong muốn làm thế nào để cứu được các con. Và thậm chí nhiều khi ở trung tâm không có tiền nữa mà lượng các cháu về là cái tiền viện phí rất là nhiều, thì tiểu thương phải lấy gạo của trung tâm để đi bán, để đổi, để mình có cái tiền để mà chi phí giúp các em. Các bé rất là cần được cái sự quan tâm, sự cầm tay, sự nhìn, sự chiều mến và của mọi người đến với các bé. Thực sự thì Huong chỉ biết rằng là dành tất cả cái tấm lòng của mình yêu thương bé và chia giờ ra để mà ôm các con và cho các con cảm nhận rằng là mẹ cũng giống như cộng đồng xã hội luôn luôn quan tâm đến con, và các con ở đây chỉ cần một cái nụ hôn và cần một cái sự giúp trên cái đầu của các con, thì cái đó là một món quà rất lớn đối với con tại đây. Và tiểu thương cũng dành tất cả các tình yêu thương của mình dành cho các bé ở đây. Tiểu thương may mắn được sống, được xã hội nhận cho là một người có giấy tờ, có giấy chứng minh, có hộ khẩu như bao nhiêu người khác, và cũng được ngồi trước bao nhiêu người trong cộng đồng xã hội chấp nhận tiểu thương. Vì tiểu thương không có tin rằng là mình được một người thứ hai, thứ ba bảo trợ mình, mà nghĩ rằng sự sống của mình là chỉ có tạm bỡ mà cho nó qua thôi. Nhưng mà được ngày hôm nay thì tiểu thương nghĩ rằng may mắn là sống trong mái nhà này và được các con mà mình không phải sinh ra được gọi mẹ. Thì tiểu thương nghĩ rằng đó là một món quà vô giá, cũng giống như tiểu thương ước mơ gọi mẹ, nhưng đó là chỉ là ước mơ. Nhưng mà các con được gọi mẹ là tiểu thương rất là may mắn. Những sinh linh đang khát khao sự sống, bên cạnh một người phụ nữ cũng thế. Chị đang dành tất cả quãng đời còn lại của mình cho lũ trẻ trước khi bệnh tật cướp đi hạnh phúc ấy. Nếu như có những bậc làm cha làm mẹ từ chối những đứa trẻ, thì cũng có một người phụ nữ ra tay nhận về phần mình tất cả những gánh nặng đó. Điều gì đã khiến chị làm được như thế khi mà cuộc sống bây giờ không đơn giản? Chỉ có thể dùng hai từ tình người để trả lời cho câu hỏi ấy. Nghe chị kể về tuổi thơ của mình với những cạm bẫy và bất hạnh, thật không thể tưởng tượng ra con người lại có thể đối xử với nhau như vậy. Nhưng đó đã là quá khứ, và dấu ấn của nó còn đọng lại khá rõ nét trong cái nhìn của chị về xã hội hôm nay. Nhưng chính quá khứ ấy đã đem đến cho chị một tấm lòng với những đứa trẻ không may này. Đứa trẻ mà bình thường thì cũng đã khó rồi, nhưng ngược lại bên Tiểu Hương nuôi những trẻ em mồ côi khuyết tật, câm điếc, mù lòa, nói chung rất là đa dạng. Và trẻ em sơ sinh nói chung rất là khó khăn, nhưng tại vì cái hoàn cảnh Tiểu Hương từ nhỏ cũng giống như các em trẻ mồ côi lọt lòng cha mẹ thì đã bị bỏ rơi rồi, thì Tiểu Hương mới ước mơ mình làm thế nào để có một cái cơ sở để nuôi dưỡng các em. Thì cái tâm nguyện đó Tiểu Hương mới thành lập ra cái trung tâm này. Was spoken in the door.
days of old, with the faces in the firelight. Kind folks of old, you come again no more. Home was home then, my dear, full of kindly faces. Home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Song, tuneful song, built a palace in the wild. Now when day dawns on the brow of the moorland, lone stands the house and the chimney stone is cold. Lone let it stand now, the friends are all departed. The kind hearts, the true hearts that loved the place of old. Spring shall come, come again, calling up the moorfowl. Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers. Red shall the heather bloom over hill and valley. Ước mơ của con là ngày xuân say giận. Ước mơ của con là cô giáo. Dạ hư cô, con thôi là ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, để xây dựng nhiều nhà trường và nhiều ngôi nhà cho những bạn hoàn cảnh giống con, để cho các em kiến thức và dạy các em những điều hay lẽ phải, và con dạy trẻ công việc của mẹ, giúp mẹ. Xã hội, đặc biệt các người mẹ đừng bỏ những đứa con dù khó khăn mấy, mà cũng mong rằng xã hội cộng đồng hãy chung tay cùng tiểu thương, cũng giống như những người có tấm lòng nhân ái để bảo vệ sự sống của trẻ. Vì trẻ thơ không phải cần cho ăn và cho mặc, mà trẻ thơ cần yêu thương, cần sự bảo vệ.